Em chào tất cả các bác, các anh, các chị, các bạn yêu Lan Rừng. Buổi chiều hôm nay, video ngày hôm nay thì Vườn Lan Trung Mã Cao Bằng xin phép được nói về một chủ đề phong lan. Cũng là một loại lan rất là hay. Và có thể là với cái dòng lan này thì rất nhiều anh em không biết, hoặc là rất nhiều anh em cũng chưa có thể là nghe nói lần nào. Đó là dòng lan Cẩm Cù. Dòng lan Cẩm Cù này thì với đặc trưng đặc hữu là nó phát triển ở tất cả mọi khắp vùng miền. Và cây này thì để được trồng làm trang trí sân vườn, làm tiểu cảnh, làm chỗ là anh em nào mà làm bể cá koi ấy, thì sẽ có những cái chậu lan, nó sẽ chậu Cẩm Cù này thì chúng ta về vừa tô thêm cho vẻ đẹp cho cái khu vườn cũng như là khuôn viên, phòng trà, phòng cà phê, chỗ mà uống cà phê ấy. Đấy, những phòng trà ấy thì chúng ta sử dụng những cái cây Cẩm Cù này để chúng ta trang trí cho sân vườn thì sẽ rất là đẹp. Video này thì em sẽ nói về các dòng Cẩm Cù nhá. Ở đây có em nhìn thấy ở cái vườn này rất là đa dạng về dòng Cẩm Cù. Tuy nhiên rằng là cái này thì bạn vừa nhân giống và bạn vừa chia ra thôi. Nên là thành thử ra là có còn giống còn rất là đa dạng và rất là nhiều. Chủ yếu là cây giống và cây bé thôi. Sao lại cây này lá nó trắng tinh này? Đấy, cái dòng này nó thế. Đấy. Nó cái lúc thì trắng, lúc thì nó biến đổi đấy. Đấy các bác ạ, trắng tinh này. Đấy thì giá thì dao động từ 50.000 cho đến 200.000 cho một sản phẩm. Tức là 50.000 cho đến 200.000 cho một chậu lan Cẩm Cù. Thì đối với cái dòng lan Cẩm Cù này em cũng vừa nói cái tác dụng của nó là để làm phủ xanh này. Xong thì làm tô điểm cho các tiểu cảnh sân vườn. Đấy, phòng trà, phòng cà phê, chỗ chúng mình bán cà phê ấy. Đấy, rất là hay. Và với cái dòng Cẩm Cù này thì ở trong anh em ở trong miền Nam ấy, chơi nhiều đấy ạ. Đấy, cái này là cái Cẩm Cù trái tim. Đấy. Cái này nguồn gốc của nó thì em cũng không biết là ở đâu. Đại khái là một người bạn của em lấy về trồng và hiện tại bây giờ đang phát triển rất là nhiều tại vườn này. Đây này. Vườn của bạn này là hầu như là toàn là Cẩm Cù hết. Đấy, toàn Cẩm Cù hết. Và giá rất là rẻ nhé các anh chị nhé. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lấy thì vui lòng liên lạc qua số điện thoại 096 096 mấy nhỉ? 0969 737 773. Em xin phép được đọc lại số điện thoại 0969 737 773 nhỉ. Thì bạn ấy là chủ của vườn Cẩm Cù này. Thì giá bạn ấy bán cũng rất là rẻ. Và cái giá bán qua ship qua các tỉnh phía Bắc thì chỉ mất 30.000 thôi. 30.000 cho một cái chậu lan như vậy. Và giá một chậu lan từ 50.000 cho đến 200.000 đồng. Thì chúng ta được sưu tầm một cái giò lan Cẩm Cù bất kỳ ở tại khu vườn này. Đây các bác nhìn thấy là những cái cây của nó mọc những cái đây nó là họ dây ạ. Dòng này nó là họ nó là dòng họ dây, thân nó như cái dây leo ấy. Nó sẽ có hoa nha các anh chị nhé. Đấy, hoa của nó nở quanh năm đấy. Đây là những cây giống này thì hoa của nó ít hơn thôi. Chứ còn nếu mà các bác mà cái giò này mà không tách ấy, không nhân ấy, một cái giò như vậy mà không nhân đến cuối năm, nó sẽ một cái giò nó rất là to và sum suê. Thì cụ thể thì em xin phép ra ngoài khi còn có giò nào đẹp to đẹp không để cho khách cho khán giả xem. Đây có rất là nhiều giò đẹp các bác ạ. Rất là nhiều giò đẹp. Đây với những cái giò như thế này này, giá trị của nó chắc là tầm khoảng 120 này. Đấy, 120 đến 150 giò này. Đấy, và cái bộ cây của nó mọc nó lùm xùm hết này. Đấy, 120 đến 150 cho một giò Cẩm Cù này. Cẩm Cù này là Cẩm Cù lá này là hoa màu đỏ đấy. Cẩm Cù này Cẩm Cù hoa đỏ. Nó rất là nhiều rễ và rất là nhiều cầm nhé. Rất là nhiều rễ. Hoa của nó là ra hoa từ một cuống. Nó ra hoa từ cái cuống trở lên ạ. Từ cuống trở lên. Cái cuống nó ra hoa tàn xong là đợt sau nó ra hoa lại đúng cái cuống đấy. Rất là hay nhỉ. Đấy. Cái này thì khi mà các bác anh chị mà trồng ấy thì phải năng đi uốn cái đầu ngọn của nó, tức là cái đầu ngọn của nó. Nếu chúng ta mà treo sát nhau quá thì các đầu ngọn của nó sẽ bám quấn chặt vào nhau. Nó sẽ thành cái tổng thể nó rất là rối. Đấy, chính vì vậy là khi mà chúng ta mà trồng cái dòng lan Cẩm Cù này chúng ta phải dùng những cái thanh que hoặc là những cái thanh xiên, những cái thanh sắt ấy, chúng ta uốn cho nó thành hình, ví dụ chúng ta muốn làm hình gì, hình cầu, hình trái tim này. Đấy, xong thì chúng ta có thể làm những các hình đấy thì chúng ta có thể uốn theo. Thì với cái dòng Cẩm Cù này rất là đa dạng đấy, trong cái khu vườn này em đã nhìn thấy có 5-6 loại gì đấy. Đây có cả loại lá biên màu trắng lúc nãy ở trong đấy cũng có giới thiệu qua rồi này. Đấy. Mỗi loại một vẻ, cái này nó rất là hoang sơ và nó rất là đậm chất rừng ạ. À. Rất là đẹp. Đấy, một trong những dòng Cẩm Cù Bắc. Cẩm Cù Trung, Cẩm Cù Nam có hết các bác nhé.
Bạn này là bạn rất là thích cái dòng cẩm cù này, bởi vì ngày nhà này, nhà bạn ấy ngày xưa bạn ấy có làm sân vườn, và bạn ấy cũng có đi thiết kế sân vườn cho các quán cà phê ở trên Cao Bằng, nên là bạn ấy trồng rất là nhiều cái dòng cẩm cù này để phục vụ cho công việc của bạn ấy. Đây giò to này, là giò này là 200.000 đấy các bác này, giò này đẹp nhất này. Em nhìn thấy một giò to nhất này. Đó. Các bác anh chị xem một giò này. Tổng quan của một giò cẩm cù nó to như vậy. Và giò này cuối năm thì nó sẽ rất là gọi là to khủng khiếp luôn. Hoa có hoa hết nhé các bác nhé. Tất cả các dòng cẩm cù đều có hoa. Dòng cẩm cù Bắc, cẩm cù Trung, cẩm cù Nam đều có hoa. Em và xin phép em sẽ sang bên kia em sẽ giới thiệu thêm một vài loại cẩm cù nữa cho quý vị khán giả. Chúng ta cùng xem tiếp. Đây là em vừa giới thiệu qua hai loại đây. Các bác anh chị các bạn nhìn thấy là một loại là lá trắng, một loại lá xanh này. Nó khả năng còn là đột biến đấy. Còn một loại lá biên này các bác này. Đây. Một loại là lá biên này, đó. Đấy, còn một loại là lá biên vàng, lúc nãy em vừa có quay ở phía trong rồi. Có rất là nhiều loại cẩm cù. Nên là chúng ta thoải mái chúng ta xem và chúng ta có thể lựa chọn. Tiếp theo em muốn giới thiệu tới quý khán giả, đây là một dòng cẩm cù nữa. Cẩm cù này thì đặc hữu của vùng Cao Bằng này. Cẩm cù này là nó có hoa, nó rất là hay này, đấy, rất là dị. Cái này nếu mà chúng ta mà trồng nhiều thành nó thành một cái chậu to, nó dài như chậu kia, hoặc có thể nó dài hơn ạ. Nếu chúng ta không cắt để nhân giống thì nó sẽ rất là dài và sẽ rất là, nó như cái tổ ong các bác tưởng tượng hình dung như cái tổ ong bầu bầu xuống ấy. Thì nó có những cái hoa hoa nó màu đỏ này, có thể gọi là cẩm cù sắc pháo hay là cẩm cù son môi gì đấy. Thế đại khái là những cái loại cẩm cù này là cẩm cù đặc hữu trong thiên nhiên. Thế còn cái loại nhăn nhăn này là loại gì? Loại này là tam mũi. Loại này tam mũi. Đây là một dòng cẩm cù rất là dị này. Đấy. Giới thiệu với các anh chị em thêm một loại cẩm cù nữa. Gọi là cẩm cù gì? Bạn gọi là cây mẫu bên trên kia đẹp hơn đúng không? Cẩm cù nói báo giá luôn đi nhỉ? Cẩm cù sắc pháo này, cẩm cù son môi này chắc là tầm khoảng rơi vào tầm khoảng một cũng tầm khoảng đấy 60-70 nghìn một chậu thôi các bác ạ. Rất là rẻ luôn ạ. Nếu mà bác nào lấy nhiều, số lượng nhiều chắc các bạn ấy bán tầm khoảng 60 nghìn thôi. Thế còn cái thằng tám mũi này thì thế nào? Đây còn như thằng này là cẩm cù lá xoăn, nó cứ xoăn tít như này. Nhìn đấy, cái này lại cây khác này các bác này. Đấy, hay không ạ? Đấy, từ lá ngọn cho đến lá là đấy, đang nói đến cây tám mũi nhưng thấy con xoăn này đẹp quá thì giới thiệu con xoăn trước này. Con xoăn có nhiều không? Con xoăn số lượng của nó ở đây nó còn chỉ có tầm 100 chậu. 100 chậu à? Con xoăn này chắc tầm khoảng giá tầm khoảng 90 nghìn đến 100 nghìn đấy ạ, các bác ạ. Đấy. Và con này thì cũng có hoa nhé các bác nhé. Tất cả các dòng cẩm cù em nói lại đều có hoa. Đấy, đều có hoa và trổ hoa khi ôi đây luôn. Đây các bác này. Đôi sam. Đấy. Rất hay nhỉ. Xoăn xoăn. Ồ. Cây nào cũng giống cây nào nhỉ? Cây nào cũng xoăn. Xoăn. Đấy, cẩm cù lá xoăn đấy ạ, lá xoáy đấy ạ. Nó như đuôi sam. Nó như đuôi sam các bác ạ. Đấy. Con này thì rơi vào tầm khoảng, con to hơn chắc khoảng 100-120. Còn con bé chắc khoảng 70-80 một con đấy ạ. Đấy, con trong kia là con tám múi đấy hả? Đây, tám múi đây. Đâu? Có con nào? Con này có 6 múi, nhìn cái lá của nó đây. Được rồi, cứ gọi là cẩm cù tám múi à? 6 múi, 8 múi. Ôi đây các bác này. Đây, ui cái lá nó dày lắm các bác ạ. Đấy, con này là một con rất là dị này. Cái này mà chúng ta để cho ở sân vườn thì em nghĩ rằng là thiết nghĩ rằng là nó sẽ rất là tuyệt vời cho các anh chị các bạn, đặc biệt là anh chị em nào mà có những cái bể cá koi, chúng ta thiết kế những cái bể cá koi ấy và chúng ta treo nó bám xung quanh cái bể cá và nó mọc ven cái bể cá thì em nghĩ rằng là nó sẽ rất là hay. Và thực ra mà nói cái dòng cẩm cù này nó cũng khá là đa dạng. Đây, ở đây em nhìn thấy một cây này, cây này cũng không biết nó là cái gì luôn. Cũng là một dạng cẩm cù đấy, vừa xa vừa tàn hoa xong đấy ạ. Vừa tàn hoa xong đấy ạ. Đấy, vừa tàn hoa. Đây là một loại cẩm cù đấy. Và giá rất rẻ nhé. Em cũng xin phép nói đi nói lại, giá chỉ từ 50.000 cho đến 200.000 cho một sản phẩm, tùy các anh chị các bạn đặt loại nào nhé. Đây là cẩm cù trái tim này. Loại cẩm cù trái tim này em nhìn thấy hai loại, một loại là sọc kẻ màu vàng và một loại sọc kẻ màu xanh. Hiện tại bây giờ cây đang có nụ. Đó, quý vị anh chị xem. Cái này đang có nụ này, cẩm cù trái tim rất đẹp này. Con này mà anh nào mà chưa có người yêu được mang tặng bạn gái là tuyệt vời này. Đấy, nó mang ý nghĩa rất là hay này. Đấy, cẩm cù trái tim. Mang cả trái tim tặng người yêu đấy ạ. Đó, cẩm cù trái tim. Cẩm cù trái tim này có giá tầm khoảng 150 cho một chậu. Ôi chậu đấy, chậu gì đấy? Cái này là cẩm cù lá xếp, hoa màu trắng rất thơm. Ôi rồi.
sau đa dạng cẩm cú này. Đây, cái cuống hoa của nó to đùng. Đây các bác này, con này thì có mỗi chậu được. Có nhiều, nó nằm lác đác. Đấy, con này thì các bác này, con này giá 200.000 một chậu này, cẩm cú lá to này này, là 200k cho một con này. Đấy, 200k cho một sản phẩm này. Thì với những cái chậu này thì đây các bác xem thì lá nó rất là đẹp. Mang tính chất sưu tầm nhỉ, ý nghĩa sưu tầm nhỉ. Rồi, một loại cẩm cú nữa. Em giới thiệu đó là cẩm cú, cũng là cẩm cú trái tim, nhưng mà cái này thì nó có dọc kẻ màu màu vàng. Đây. Kẻ trắng, kẻ vàng, con này kẻ vàng này các bác này. Đột biến lá sọc đây. Em cũng không rõ, không biết là phải đột biến không, nhưng đại khái nào đó nó lá nó sọc như vậy. Đấy, con này thì nó rơi vào hơn 100.000 đây. Đấy, 100 đến 120 thôi. Đấy, anh chị nào sưu tầm thì chúng ta có thể nhanh nhanh tay sưu tầm với số điện thoại mà em vừa mới đọc qua ấy, và ở phần cuối của video ngày hôm nay thì em cũng sẽ treo cái số điện thoại của em lên trên đấy, số điện thoại của bạn em lên trên đấy, thì các anh chị các bạn mà ưng cái sản phẩm nào, ưng cây lan nào, em vừa lúc nãy cũng vừa nhấc xuống một vài giò rồi, thì các anh chị mà ưng cây nào thì chúng ta có thể liên lạc ngay và chúng ta sưu tầm lấy mỗi giống lên 1-2 giò chẳng hạn như vậy. Cái kiếm sinh ngọc đột biến này có bán không? Kiếm sinh ngọc đột biến này, cái này thì bản thân em nhìn qua thì em cũng biết đây là cái kiếm sinh ngọc đột biến, bởi vì là cây này hoa màu trắng các bác nhé. Cây này thì em cũng đã va chạm rất là nhiều rồi, cây kiếm sinh ngọc này, nhưng mà đang hỏi gia chủ xem bạn có bán không. Nếu không bán để nhân giống thì từ từ đấy. Đẹp không ạ? Này cũng là hoa đỏ. Đây các bác này, thường là gia chủ giới thiệu là những cây hoa đỏ là em để ý là những cái đầu mầm của nó lên là màu đỏ các bác ạ. Đây màu đỏ này, đấy cuống cũng đỏ này. Đây cuống lá rất đỏ đẹp. Thế như con này thì bán rất rẻ, đấy 70.000, 60-70.000 một con như vậy này. Nó rất là rẻ và nó rất là hợp túi tiền cho anh chị các bạn. Và đặc biệt nhất là cái dòng lan này nó vừa dễ trồng, dễ sống, dễ trồng và thích nghi tất cả mọi điều kiện môi trường của khắp dải hình chữ S Việt Nam. Nhưng thì thôi này là hoa màu xanh. Con này lại hoa màu xanh à? Ờ, đấy các bác này, con này có phải con cầm cuồng đấy? Sao lại nhìn hoa như của nó cũng chùm tròn như là sao lại nhìn như cây lá rau ngót rừng ấy. Đây đang có quả này, hoa cái này là hoa màu xanh, cũng là một dòng cẩm cù, một tín đồ rất là yêu dòng cẩm cù các bác ạ. Đấy, sưu tầm rất là nhiều cẩm cù và các dòng lan gọi là lan bình dị, lan truyền thống, của gìn giữ những cái nét đẹp của lan rừng Việt Nam đấy, của tỉnh Cao Bằng. Ok nhỉ, video của ngày hôm nay thì mọi ý kiến thắc mắc và mọi thông tin về nhà vườn và thông tin về bạn có sưu tầm cái bộ lan cẩm cù của Cao Bằng và của Việt Nam này, thì bạn nào muốn sưu tầm và bạn nào muốn thêm mua sản phẩm với bạn ấy thì vui lòng liên lạc qua số điện thoại em xin phép được đọc lại một lần nữa, đó là 0969 737 773 nhé, 0969 737 773. Cảm ơn các anh chị, các bạn rất là nhiều. Cũng mong mọi người cuối video thì đăng ký kênh cũng như là chia sẻ kênh của nhà vườn em tới quý vị khán giả yêu lan rừng thêm nữa nhé. Hẹn gặp lại tất cả các quý vị anh chị các bạn cho những video tiếp theo ạ.